Tôi biết á, là rất nhiều người khá là ngại khi mua bao cao su, thường đó là mua đại đúng không ạ? Cho nên hôm nay tôi sẽ hướng dẫn mọi người làm sao chọn bao cao su cho tinh tế nhất, nhất mấy ông nam nha. Tôi sẽ recommend cho mấy ông loại này nè. Tôi sẽ recommend cho mấy ông cái loại tôi hay dùng đó là Lifestyle Zero. Bật mí luôn là loại này làm từ cao su thiên nhiên cao cấp với công nghệ độc quyền của Lifestyle, đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế luôn đó nha. Ưu điểm làm từ cao su thiên nhiên cho nên chất lượng rất là ok luôn, mà mùi rất là dễ chịu nữa. Chưa kể là mang hay không mang gì á, chắc mấy ông thích điều này lắm không? Cái đá mỏng rất là mỏng luôn ý. Ngoài ra lại gốc nước thêm trơn mà lại còn bao ôm em trai mấy ông nữa. Cho nên cái lúc mình lên thiên đàng rồi cứ phải gọi là vô tư. Chưa hết đâu nha, em này chị nhiệt hơi bị đỉnh luôn ý. Về giá rất là vừa túi tiền luôn. Chưa hết nữa mà là đây chính là thương hiệu cao su nổi tiếng thứ hai thế giới rồi đó nha. Cho nên là tôi khuyên mấy ông á nên thử cái dòng này đi. Biết đâu lại là chân ái luôn giống như tôi không chừng. Bản thân Ken nó rất là thích em này, mà đánh giá tới 9/10 cho sản phẩm này nha, cho nên tôi mới recommend cho mọi người đó. Lựa chọn sản phẩm tốt á không chỉ giúp nâng cao trải nghiệm sản phẩm với ông nè, mà còn bảo vệ người ông yêu thương nữa đó. À mà bạn nữ nó có thích sản phẩm này á, còn tăng trải nghiệm sản phẩm mình hơn á, có thể thử nha. Nếu các bạn có nhu cầu mua hoặc là muốn tham khảo thêm thì link sản phẩm sẽ ở phần bio. Mình là Kenji, giờ thì see ya.